có lẽ bạn cũng đã cảm nhận được phần nào đó trong cái thời đại của đại dịch Covid-19 đã tàn phá nhanh chóng và tàn nhẫn đến cái cuộc sống của chúng ta. Điều này đã khiến không ít những doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đã phải trải qua những cái thời kỳ đầy đắng cay. Nhưng trong cái cơn bão đấy, cũng có những bông hoa nở, có những cơ hội cho những doanh nghiệp mạnh mẽ và đầy sáng tạo. Những doanh nghiệp mạnh mẽ này, họ đã tận dụng cơ hội để nâng cao được sự hiệu quả của mình. Bí quyết thành công của họ nằm trong việc biết cần phải làm thế nào để tận dụng được những ưu điểm và khắc phục được những nhược điểm của mình một cách thông minh và kịp thời. Và cái phương pháp họ sử dụng đó chính là phân tích SWOT. SWOT là viết tắt của 4 từ tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Mô hình SWOT này là mô hình phân tích kinh doanh nổi tiếng dành cho mọi doanh nghiệp muốn cải thiện tình hình kinh doanh bằng cách định hướng đúng đắn và xây dựng ra những cái nền tảng phát triển vững chắc. Trong đó, thế mạnh và điểm yếu được xem là hai yếu tố nội bộ trong một doanh nghiệp, ví dụ như danh tiếng, đặc điểm, vị trí địa lý, gọi là yếu tố nội bộ vì đây là những yếu tố mà bạn có thể nỗ lực để thay đổi. Còn cơ hội và rủi ro là hai yếu tố bên ngoài, ví dụ như nguồn lực cung ứng, đối thủ, giá trị thị trường. Vì chúng không phải là những yếu tố mà chỉ cần muốn là có thể kiểm soát được. Vậy phân tích SWOT là gì? Phân tích SWOT là yếu tố quan trọng để tạo ra những chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Về cơ bản thì phân tích SWOT tức là chúng ta sẽ phân tích 4 cái yếu tố mà chúng ta vừa nói ở trên: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, giúp bạn xác định ra được những cái mục tiêu chiến lược hướng đi đúng cho cái doanh nghiệp của mình. Sau đây thì mình sẽ đi vào phần đầu tiên, điểm mạnh của bạn hay doanh nghiệp của bạn ở đây là gì? Điểm mạnh của bạn đó chính là những cái mô tả đặc điểm nổi trội của một cá nhân hay một tổ chức khiến nó trở nên khác biệt, đặc biệt và chiếm ưu thế hơn so với những đối thủ cạnh tranh ở trên thị trường. Đối với doanh nghiệp, những cái điểm mạnh này đến từ những cái nguồn lực bên trong như thương hiệu, những cái yếu tố cơ sở của khách hàng trung thành, bảng cân đối kế toán, tài chính, công nghệ độc đáo, v.v. Sau đây là một vài câu hỏi để giúp bạn có thể dễ dàng hệ thống và tìm ra được những điểm mạnh của mình được một cách có logic. Bạn đang có những thế mạnh hay đang làm những điều gì là tốt nhất? Những cái nguồn lực nội tại mà bạn hay công ty của bạn là gì? Công ty của bạn sở hữu những lợi thế gì về con người, về kiến thức, về danh tiếng, về kỹ năng, mối quan hệ, công nghệ như thế nào? Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi đến yếu tố là điểm yếu. Điểm yếu là những cái điều mà có thể ngăn một tổ chức hoạt động ở mức độ tối ưu. Bạn cần phải nhận ra được nó một cách sớm nhất để có thể đưa ra những cái giải pháp cải thiện kịp thời. Đối với doanh nghiệp, những cái điểm yếu này tồn tại có thể là thương hiệu yếu, doanh thu thấp hơn so với cả mức trung bình, mức nợ cao, công nợ rất là khó đòi phải không ạ? Chuỗi cung ứng không đầy đủ hoặc có thể là nguồn vốn còn hạn hẹp và rất nhiều yếu tố khác nữa. Sau đây là một vài câu hỏi để giúp bạn có thể tìm ra được những cái điểm yếu của mình. Những cái công việc nào mà bạn cảm thấy đang chưa đạt được tiêu chuẩn? Những cái lời nhận xét chưa tốt về bạn là gì hay doanh nghiệp của bạn? Tại sao khách hàng lại lựa chọn sản phẩm dịch vụ của đối thủ bạn mà không phải lựa chọn bạn? Nguồn lực về nhân viên, cơ sở vật chất hiện tại của bạn nó đang tốt hay không? Tiếp theo đó chính là cơ hội. Cơ hội là đề cập tới các yếu tố bên ngoài có thể mang lại sự thuận lợi hoặc một lợi thế cạnh tranh cho cá nhân hay tổ chức của bạn. Điều này có thể đến từ sự mở rộng của thị trường, xu hướng công nghệ đang phát triển, đối thủ đang gặp vấn đề. Ví dụ như là một số quốc gia đang cắt giảm thuế quan, một nhà sản xuất ô tô có thể sản xuất ô tô của mình vào một thị trường mới, tăng doanh số và thị phần. Tương tự như đây là một vài câu hỏi để giúp bạn tìm ra được những cái cơ hội của mình hay nhìn ra được cơ hội của mình. Những điều kiện khách quan từ bên ngoài có thể giúp cho bạn phát triển tối ưu cái điểm mạnh của mình. Những xu hướng công nghệ nào mà bạn có thể nắm bắt và phát triển nó nhanh. Những chính sách hỗ trợ có thể giúp bạn phát triển được doanh nghiệp. Cuối cùng đó chính là những cái thách thức hay còn gọi là nguy cơ. Thách thức đó chính là các yếu tố bên ngoài có thể gây hại cho sự phát triển của bản thân, tổ chức hay doanh nghiệp của bạn. Một vài yếu tố có thể kể đến như đối thủ cạnh tranh, thiên tai, dịch bệnh, chính sách của chính phủ, biến động của thị trường. Bạn không thể kiểm soát được những cái nguy cơ này và cũng chả thể lường trước được nó hay đưa ra những cái phương pháp dự phòng. Và sau đây là một vài câu hỏi để gợi ý cho các bạn. Những chính sách nào có thể ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của bạn? Những cái đối thủ tiềm năng nào đang phát triển mạnh mẽ, đang vùng lên để chiếm lấy thị phần của các bạn? Các cái yếu tố thiên tai, dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến như thế nào các cái hoạt động kinh doanh của bạn và bạn đã chuẩn bị những cái phương án đề phòng hay chưa? Sau đây chúng ta sẽ cùng mở rộng mô hình SWOT này thành một cái ma trận. Các bạn có thể nhìn thấy như trên màn hình ở đây chúng ta đang có một vài những cái sơ đồ cơ bản, đó chính là chúng ta sẽ kết hợp giữa điểm mạnh và cơ hội. Đấy, chúng ta còn gọi là chiến lược SO, là chiến lược tận dụng các cái cơ hội hiện có từ bên ngoài để phát huy được những cái nguồn lực, những cái điểm mạnh của tổ chức, của doanh nghiệp. Đây là một chiến lược không tốn quá nhiều công sức mà lại mang đến sự hiệu quả cao và có khả năng thành công nhất. Chiến lược SO này thường sẽ là những chiến dịch marketing ngắn hạn.
Chiến lược WO là chiến lược nắm bắt những cái cơ hội hiện tại bằng các cái cách cải thiện những cái điểm yếu, những cái điểm mà chúng ta chưa làm được, điểm chưa làm được của tổ chức, doanh nghiệp. Chiến lược này thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, vì khi bạn cải thiện ở những điểm yếu của mình thì cơ hội nó lại đã trôi qua đi mất rồi. Tuy nhiên, nếu mà cố gắng hết sức dựa trên những kế hoạch mà đã đề ra một cách logic thì vẫn có thể thành công, tạo ra những bước tiến mới cho doanh nghiệp. Đây chính là một trong những chiến lược trung hạn rất phổ biến. Tiếp theo là chiến lược ST. Đây là chiến lược tận dụng điểm mạnh để có thể hạn chế và đối phó với các nguy cơ từ bên ngoài. Chiến lược này giúp doanh nghiệp loại bỏ được những cái rủi ro, khống chế được tình hình không thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây có thể xem là một chiến lược ngắn hạn. Tiếp theo là chiến lược WT, là chiến lược khắc phục các cái bước điểm yếu. Bởi vì các rủi ro và nguy cơ thường đến từ điểm yếu của doanh nghiệp nên cần phải nhận ra được những cái nguy cơ này sớm hơn, khắc phục các cái điểm yếu này ngay từ bây giờ. Chiến lược WT này thường sẽ là chiến lược phòng thủ. Như thương hiệu của Hino nhận thấy rằng đang nắm giữ một cái ưu điểm, đó chính là có nhiều nhân sự content lên rất mạnh về việc tạo ra những cái nội dung. Khả năng tạo ra những nội dung chất lượng cũng là một tài sản quan trọng, và đặc biệt khi nhu cầu về kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh và marketing đang ngày càng tăng cao. Sức mạnh này là nền tảng vững chắc để Hino có thể tạo ra những cái chiến lược đột phá, có thể khai thác điều này bằng cách xây dựng và phát triển một loạt các cái kênh truyền thông như TikTok, YouTube và các trang web cá nhân. Trên TikTok, Hino có thể tạo ra những video ngắn, nội dung sáng tạo để tạo ra một cái sự tương tác với một tầm nhìn trẻ trung và thú vị. Trên YouTube, Hino có thể sẽ chia sẻ kiến thức một cách chi tiết và sâu sắc qua những cái video dài hơn. Còn ở trên website thì có thể trở thành những cái nguồn thông tin tài liệu và chia sẻ kiến thức dựa trên những cái nền tảng blog. Sự kết hợp giữa những cái nội dung hấp dẫn và việc sử dụng những cái nền tảng truyền thông hiện đại sẽ giúp Hino định vị mình là một trong những cái nguồn kiến thức và uy tín thúc đẩy sự phát triển và tương tác với khách hàng một cách tích cực. Điều này không chỉ giúp gia tăng giá trị thương hiệu mà nó còn củng cố cái sự hiện diện của Hino ở trên thị trường đầy cạnh tranh ngày nay. Nói về điểm yếu thì Hino là một trong những thương hiệu còn khá là non trẻ ở trên thị trường, và còn rất nhiều những cái nhìn không đúng đắn hay thiếu tích cực về ngành nghề này, và còn rất nhiều những yếu tố khác nữa. Thì điều đó cũng không sao cả, nắm được những cái vấn đề trên thì cũng đã giúp Hiếu đưa ra được những cái kế hoạch một cách rõ ràng và sáng sủa hơn. Tương tự như thương hiệu của bạn, bạn hãy kẻ cái ma trận SWOT ra, nghiên cứu và phân tích nó, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, và marketing cũng không hề ngoại lệ. Hẹn gặp bạn ở trong bài giảng tới, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phân tích đối thủ cạnh tranh.